cái chỗ nha. Mình gặp thằng con này luôn. Cái này vô được mấy cái gô. Mấy năm giờ vô đi à, giờ trời chỉ sáng rồi đó mà thăm cái dạng kia thì nó còn nước nha, còn qua cái dạng ở đây thì nó khô gan luôn. Bye bye. Đây cái xẻo này vô đặt nè, cái xẻo này vô đặt đặt lò nè, nhưng hồi lúc mà là vô đặt á thì nước nó lên tới nó nhà luôn. Bây giờ nước vô đi thăm thì nó vậy nè, nó nằm vậy nè, có đứa kìa mời mày vô cái lắp nó ghê vô nè. Cái này cái này kìa, nó nhóc chưa. Ai ơi, mày vô cái rắn nó vô cái trái chút quê luôn. Gùa nữa nè. Cá này chết rồi, tỉnh cá lóc này cũng chết luôn, đi rùa nữa nè. Con này mới chết à, cá này mới chết à, cứng nhắc à. Đặt nước nó cạn quá rồi, khô gan không còn gì hết, chắc chắc rồi. Wow, wow, wow. Có cá nha, đây này có cá nè, cá nguội nè, bây giờ còn cặp nè, còn sót lại à. Cặp
sao được ngậm. Ở đó còn nước á. Sau thì Dương đi săn bắt thì sẽ quay cho cô chú chị mình xem, cô chú chị đã ủng hộ kênh Dương nha. Bye bye.